Lan chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái miền Tây. Đây là cái chén chè đậu trắng, hương mùi lá dứa cũng như nước cốt dừa, nếp rất là thơm ngon mà hạt nếp cũng như là hạt đậu mềm dẻo còn nguyên hạt luôn. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy thích thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan cái món chè đậu trắng ngày hôm nay. Trên đây là những cái thành phần nguyên liệu để Lan làm ra nấu ra được cái món chè đậu trắng thơm ngon mà dễ làm cho gia đình của mình ngày hôm nay. Phần đậu trắng thì Lan có là 600g. Các bạn mua về, mình khi nấu á, mình sẽ lựa những cái hạt nào nguyên, đẹp, còn những hạt nào bị bể, bị xấu thì mình sẽ lựa ra. Ngoài đậu thì Lan có chỉ là 300g nếp nè, đường cũng vậy, 300g đường, muối, và đây là muối nở, nước cốt dừa, nước cốt lá dứa. Các bạn không xay lá dứa thì mình để lá nguyên lá cũng được. Lan thì Lan sẽ nấu xay ra cho nó nhuyễn, cho nó lóng lại, lấy nguyên chất luôn. Đậu thì Lan sử dụng hiệu này đây. Có rất là nhiều loại đậu, nhưng mà nếu các bạn mua được cái hiệu này thì nó sẽ mềm, dẻo, ngon hơn, dễ nấu. Còn muối nở, đây là cái hộp muối nở. Đó, cô chú anh chị em và các bạn mua cái loại nào mà ta để nè, rửa trái cây được, bỏ vào tủ lạnh được, cũng như là làm bánh được thì mình sẽ nấu đồ ăn làm bánh được. Còn như trường hợp không có những cái hình này á thì mình sẽ sử dụng vào những cái trường hợp khác, thí dụ như là chùi nồi hoặc là lau nhà, vệ sinh nhà, rất là nhiều công dụng ha. Nhưng mà đây là cái loại này mình sẽ nấu ăn được. Trước tiên thì đậu cần có cái thời gian để cho nó nở ra. Thì đây là buổi tối rồi, ban đêm rồi, Lan sẽ ngâm vào trong cái chậu nước này. Sáng ngày hôm sau Lan sẽ xả nhiều lần và mình đem đi nấu nha. Lấy cái chậu nước cho thiệt là nhiều, khoảng chừng 2-3 lít nước luôn. Các bạn bỏ một muỗng cà phê muối nở bỏ vào trong này. Mình kiếm cái đòn mình khuấy lên, mình quậy lên cho nó tan nha. Mình không quậy mà mình bỏ vô, cái bỏ đậu vô nó bị sốc nhiệt á, cái nó bung cái vỏ đậu nó không có đẹp nữa. Đó, bây giờ mình quậy cho nó tan trước vậy nè. Rồi bây giờ mới bỏ đậu vào. Là sẽ ngâm ở đây qua đêm. Sau khi Lan đã ngâm được một đêm rồi, bây giờ sáng ra Lan sẽ xả nước. Các bạn xả vào trong cái gỗ này nè, cho nước cho thật là nhiều, xả cho khi nước nó trong lên là được rồi. Rồi có những cái vỏ hoặc là những cái hạt hư còn sót lại á, nó nổi lên, mình sẽ vớt nó ra. Đó, bây giờ Lan sẽ để qua một bên, mình chuẩn bị đem đi nấu. Trong cái thời gian đó thì các bạn có thể là mình đem đi vo cái phần nếp luôn. Nếp thì mình vo cho thật là sạch, không cần phải ngâm. Bây giờ tiếp theo là Lan bắt lên trên cái bếp, mở lửa mạnh luôn nè. Bỏ đậu vào trong cái nồi, cho nửa muỗng cà phê muối. Sau đó các bạn đổ nước lạnh vô mình nấu thôi. Đổ nước cho nó ngập luôn, lúc nào cái đậu cũng nằm ở phía dưới nước hết. Mình đậy nắp lại, nấu cho nó mau sôi. Sau đó Lan sẽ quay trở lại. Nếp sau khi vo rồi, các bạn để cho nó ráo chút xíu nè. Cho vào đây nửa muỗng cà phê dầu ăn. Có thêm cái phần dầu ăn để cho cái hạt nếp mình nấu nó sẽ nở bung ra và nó sẽ thơm, thơm giống như mùi nước cốt dừa luôn. Trộn đều sơ sơ qua một cái, để sang qua một bên. Chuẩn bị luôn cái phần nước để mình đem đi nấu chè. Đây là một cái công thức để nấu chè, có công thức nha các bạn, chứ không phải là nhắm chừng bỏ chút xíu đậu, chút xíu nước, chút xíu nếp, không nha. Có công thức. Lan bỏ vào đây là 2 lít nước lạnh. Lan sẽ nói cho các bạn dễ hiểu là mình nấu chè đậu trắng. Nếu như bạn nào có cây cân thì mình sẽ đem đi cân giống như Lan chính xác, còn không thì mình cứ theo là tính phần nha. Giống như cái chén đường này nè, Lan thí dụ thôi. Đó, các bạn nhìn thấy cái chén này ha, là 300g đường. Thì nếp Lan cũng nói là 300g nếp, phần đậu là 600,
600g, tức là một đường, một nếp, hai đậu và nước. Mình sẽ lượng vào đây là 2 lít nước. 2 lít nước tương đương là 6 phần nước. Rồi bắt lên bếp nấu cùng lúc với chè trong cái nồi chè hồi nãy mình đang nấu á. Lan trở lại cái nồi chè nè, nấu hồi nãy giờ. Cái thời gian nấu đầu tiên á mình đừng có tính. Bây giờ nó chuẩn bị nó sôi lên bắt đầu à, các bạn tính nha. Nó sôi lên mình hớt bọt nè. Thì mình sẽ tính cái thời gian lúc này đang lửa cao, mình sẽ hạ lửa xuống trung bình. Mở nắp ra, đừng đậy nắp nữa. Đậy nắp là nó chào mình lao không kịp á. Tính thời gian khoảng 20 phút đến 25 phút tùy theo cái hạt đậu mà bạn ngâm đã lâu hoặc là ngâm sớm quá. Thường thì ngâm khoảng 4 tiếng. 4 tiếng thì các bạn nấu khoảng 40 phút. Còn đây là Lan ngâm cả 8 tiếng luôn thì nấu giật lại phân nửa thời gian. Mình cứ hớt bọt nha, có bọt thì cứ hớt. Rồi qua bên cái nồi này coi nó sôi chưa. Nó chưa có sôi nhưng mà không sao, mình vẫn bỏ cái phần muối vào đây là nửa muỗng cà phê muối cho 2 lít nước. Nếp bỏ vào luôn. Mình cũng sẽ tính giống như đậu. Khi mà bỏ vào cái nếp này bỏ vào trong nước, nước chưa có sôi, các bạn mở nắp ra. Đợi cho nó sôi lên thì sẽ tính cũng là 20 phút. Rồi mình tắt lửa. Lan sẽ chuẩn bị làm nước cốt dừa luôn. Lan cho vào đây cũng là nửa muỗng cà phê muối, 100g đường. Đây là lon nước cốt dừa 400ml. Lan sẽ cho vào đây hết. Lan cho 2 lon là 800ml. Lan sẽ thêm vào đây 400ml nước lạnh pha ra. Đây là nước cốt dừa nó đậm đặc đó, cho nên các bạn phải pha ra. Cho luôn một muỗng canh bột năng. Bạn nào không có bột năng thì mình sử dụng là bột bắp đều được hết. Rồi quậy đều cho nó tan hết cái phần bột này. Mình sẽ bắt lên bếp nấu cho nó sệt lại. Pha luôn một ít nước để mà hồi nó chè nó chín mình bỏ vào. Lan lấy là 100ml nước, nước lọc thôi. Còn đây là cái mùi nước cốt lá dứa. Cũng như Lan nói là không có cái lá. Cái này là Lan xay nhiều quá làm những cái món bánh đó, cho nên giờ Lan lấy Lan xài luôn. Cho 100ml nước vào trước ha. Sau đó bạn cho 3 muỗng canh bột năng. Rồi, nước cốt lá dứa cho vào đây khoảng 2 muỗng canh cho nó thơm. Các bạn nhìn thấy à, đã nói nước cốt lá dứa rồi thì nó rất là đậm ha. Bỏ vô là nó sẽ thơm bát ngát luôn. Đủ thời gian rồi, nếp thì nó cũng đã nở ra, rất là đẹp luôn. Nó đang sôi nè, sôi bụt 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 á. Bây giờ Lan sẽ bỏ đường vào trong cái phần nếp này trước. 300g đường. Sau đó mình quậy đều lên cho nó tan, tan cái phần đường hòa quyện với nếp cho nó nóng thiệt là nóng. Đó, hấp dẫn luôn. Các bạn vẫn để lửa hơn trung bình chút xíu nha, cho nó sôi lên. Rồi bây giờ Lan trở lại cái nồi chè, nồi đậu chứ. Lấy lên một hạt đậu mình kiểm tra. Tuy rằng là cũng cùng thời gian với nếp nhưng mà mình phải kiểm tra lại cái đậu cho nó thật là mềm rồi mới đem đi bỏ vào trong cái nếp này. Lấy một hạt mình ăn thử hoặc là mình bóp ra như thế này. Mềm dẻo mà còn nguyên hạt nha, chứ nó bung ra nó tét hết là không có được. Rồi bên đây cho nó sôi lên chút xíu. Trở lại là nồi nếp đi. Bắt đầu bên này mình lấy cây vợt nè, hớt cái phần đậu qua,
hớt qua thẳng luôn, không cần phải đem đi xả nước lạnh hay là để gì nguội gì nữa, vẫn còn nóng, còn nguyên hạt, rất là ngon. Đó, cho thẳng vào nồi. Đây là cái công thức rất là nhiều, bạn nào ở nhà 2-3 người, 4 người thì mình giảm lại phân nửa nha. Đây là nấu nồi chè cả gia đình ăn lận. Rồi, cái nồi đậu bên kia mình tắt lửa nha. Trộn đều lên. Bạn còn nhớ cái lon này không? Quậy lá dứa nè, bột năng nè, nước nè. Xong mình đợi cho nó sôi lên, khuấy cho nó đều hết, bỏ vào thôi, bỏ hết. Để chi? Để có thêm cái phần bột năng và nước vào á, khi mà nó nguội rồi á, nó sẽ đặc, nó không có ra nước. Rồi giờ kiểm tra, mình khuấy đều lên cho nó thật là sôi một lần nữa. Sau đó các bạn tắt bếp, lấy cái nắp nồi mình đậy lại. Khoảng 15 phút đến 20 phút thì mình sẽ có món chè đậu trắng rất là thơm ngon luôn. Nhưng mà nhớ đậy nắp lại nha. Còn nguyên hạt ha. Còn cái nồi cốt dừa bên kia. Đây, nồi nước cốt dừa. Lan đang nấu, nó sôi sôi lên thì mình cũng tắt lửa. Chè cũng đã nguội rồi, bây giờ Lan sẽ múc vào chén ăn thôi. Đây cô chú, anh chị em và các bạn nhìn cái hạt đậu nó vẫn còn nguyên ha. Mình đậy nắp lại chút xíu thì nó sẽ nở ra. Bỏ vào trong chén, cái mình chan nước cốt dừa lên. Ăn nóng cũng được hoặc là ăn lạnh cũng được. Lan nhớ cái món chè đậu trắng này hồi xưa ở dưới quê của Lan bán á, bỏ vào trong cái túi ni lông á, rồi có nước cốt dừa. Khi nào mình mua về mình ăn á, mình cứ lắc lắc lên xong rồi cắn cái túi ni lông á, ăn thôi. Nghe tới đây là đây thấy muốn ăn rồi. Chan nước cốt dừa lên. Nước cốt dừa thì mình làm hơi lỏng lỏng chút xíu vì cái chè nó cũng đã đặc rồi. Đang mời cô chú anh chị em và các bạn thưởng thức món chè nè, chè đậu trắng thơm ngon mà dễ làm nhanh nữa đúng không? Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.